Ok anh em quay trở lại Mochi và Mochen. Hơi chậm một chút nhưng mà rồi vẫn bận kịp. Ok quay trở lại. Hơi chậm một chút. Ok. Ok sorry guys, come back Mochen and Muji. Oh my god, Mochen lock base. Nhưng các bạn không biết ngày xưa Mochen đã chơi lock base hay lắm. Fizzo next game, sorry. Come back to Muji and Mochen. Let's go. No, đây là Golem phiên bản Golem Golem Skeleton King. Golem Skeleton King thì không ăn được, rất khó ăn được các Goblin bởi vì nó không có arrows. Tuy nhiên là nếu mà bị dồn Eli quá nhiều thì Dark Goblin bắn cũng không xuể đâu. Dark Goblin rất dễ bị chết bởi Tornado. Tornado cộng với lại một Dark Spoot nào đấy. 9 Goblin Barrels. No, nearly 3 Goblin Barrels, sorry. Theo Baby Dragon này. Tornado này. Căng thực sự. Bên này là phải đánh đẩy Golem. Tại vì nó không đẩy Golem mà đánh kiểu Fasting thế này thì rất khó để có thể vào được trụ. Và rất khó để có đam. Bây giờ đấy là Goblin, Goblin Breaker, Tornado. Hôm 33 em bây giờ đấy rồi. Gas. Rồi, cứ Lightning thôi, cũng không cần thiết là cũng... No, Dark Goblin không bị chết được. Không chết được. Tuy nhiên thì kéo cũng hợp lý bởi vì Dark Goblin chạy trước rồi. Tuy nhiên mà việc mà đất của Mochen anh ta có Goblin Barrel nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ của Baba Barrel bên kia. Lightning Cycle à? Căng vậy. Tornado Goblin thôi xong rồi. Một trận bắt lỗi của Baba Barrel Muji. Bây giờ thời điểm thế nào để có thể giết được Skeleton King đâu. Skeleton King như thế này thì không hợp lý rồi. Khi mà Dark Goblin và Gas rất mạnh. Đúng rồi, Tornado hợp lý. Rocket Town như thế này. Hãy cẩn thận với con Dark Goblin này. Rocket thế này có hơi sớm không? Mình nghĩ là vẫn ổn. Lightning. Rất khó để có thể Golem vào trụ. Một mình Baby Dragon là không thể chặn được cái đàn gas với lại Dark Goblin phía bên này. Rất chuẩn. Tuy nhiên Electro Spirit cực kỳ tốt. Sức mạnh của Electro Spirit xong tân vừa rồi. Dark Goblin rất khó cho Muji. Thủ rất tốt, tuy nhiên thì đánh cycle thế này thực sự là Mochen đánh đã thắng cái trận này rồi. Bắt được Goblin không, có một hit của Goblin Nightwish với lại Baby Dragon không phải là Wicked Edition thì cũng không thể vào trụ được. Night Tornado Lightning Inferno Tower Lightning không vào trụ xanh. Nhưng mà thì Skeleton sợ Graveyard và Skeleton Grave nhiều đam. Liệu rằng là sẽ có một cái Rocket nữa? Có chắc chắn sẽ có một cái Rocket. Không thủ Goblin Barrels. Rồi thua. Rocket. Không thắng được, Muji không thắng được. Tại vì cái deck kia nó nhanh hơn rất nhiều. Nhưng mà không hiểu sao ok quay trở lại với lại Muji và Mochen. Ông nào chữ M cũng hay. Emiro nữa. Muji Mochen Emiro
Ông nào chữ mời cũng hay. Ok. Quay trở lại với lại cái deck của ui rồi deck Hawk the Squake rồi. Hawk the Squake Miner Archer Queen Workbreaker Dark Prince. Chuẩn rồi, không khác mà đâu được. Cái này chỉ kiếm đam bằng mang, chỉ kiếm đam bằng minor thôi chứ. Hawk Rider Vin, what the hell. Đây là phiên bản giáp. Oh my god. Workbreaker. Thôi xong rồi, thôi xong rồi. GG. Wow. Bad reasons. Uầy. Tham minh hay quá anh em ạ. Tham minh hay quá. Chắc là xem hai deck rồi, hai nữa rồi. Tham minh. Quá hay luôn ạ. Thôi xong, Hawk thua 100 thẻ mức. The last card Mega Knight for sure. Mega Knight. Ok, Mega Knight a little bit less. But no problem. Dùng giáp cho con Archer Queen hợp lý. Tuy nhiên cái điểm khó ở trong cái deck này đó chính của matchup này của Mamuji đó chính là Miner anh ta vào trụ nhưng mà anh ta đam hơi yếu. Còn Warbreaker thì mình nghĩ là không vào trụ rồi. Nên là việc đẩy dồn quân rất nhiều. Hawk Rider. Warbreaker vào trụ đi. Tesla đâu. Rất nhiều quân tuy nhiên thì cũng không vào được trụ. Miner cấu rất nhiều, rất đau. Prince, thả như Prince một mình, Prince là đủ rồi. Nguy hiểm quá, cho Queen đã cho nó ability rồi. Bật tính năng siêu. Prince. Prince có 2 hit, tuy nhiên này cũng không quan trọng cho lắm bởi vì là cái trụ bên phải của Moten anh tăng quá nhiều máu. Miner. Giáp với Snowball, ông nào cũng hay ạ. Trong cái thân vừa rồi nếu mà giáp mà trúng Skeleton thì đúng là chuẩn bài. Bắt được Miner rồi. Mà thời điểm này Muji đang đợi Hawk. Mega Knight. Đừng bật thân hoa là BG ở trong cái turn đấy khi mà Ghost phế lại. À, Ghost có single damage chứ không phải là flash. Friends. Muji ăn trận này rồi. Một giáp một miner đã xong. Giáp miner. Miner and Zap coming. Ôi. Prince. Zap đã đủ ạ. Work Miner Mega Knight. Yes. Zap Miner last game Prince. Please. Zap. À, nói rồi. Lượng đạn, lượng máu như vậy là không đủ. Ok, last game. Goblin Spear, Lock. Goblin Spear là có mà. Có thể là Miner Workbreaker, có thể là... Skeleton Army đây là phiên bản có. Skeleton King, Mortar, Cannon Cast. Woozy cho Lock Base rồi. Đúng rồi, mình vừa nói xong. Lock Base Dark Goblin.
Lockmate Dark Goblin. Deck này nó nhanh lắm. Hotel trận này hơi khó rồi. Trận này cũng được đánh phọt thó rắm luôn đấy. Có Arrow. Arrow không? Mình nghĩ là không dùng Arrow cho cái turn này. Motor đã. Infernal Tower. Cắm cái trụ quá an toàn. Yes, the best lockbait version right now with Dark Goblin. It changed to Dark Goblin. So, sometimes someone use preset. Okay, nice get an enemy. Be careful, arrows coming. Woohoo! Yeah, not defend. Gas. No, stupid Vanky. Stupid Vanky. Stupid Vanky. Đừng bao giờ đặt con Vanky một cách ngu ngốc như vậy. Okay, arrows. Oh, time to rocket cycle. Bên kia họ không thể đặt Mota được, mà bên này cũng không thể đặt nó được. Stupid monkey. No way. Okay, rocket time. It's better than this. Wow! Mushi! So much damage! Rocket time! The Vanky and Rocket time! A little series? Good! Hay quá nhỉ? Arrow, so sure. Dark Goblin, a Kangaroo cast, stop. Perfect lock. Oh my god. Rocket Ham. Rocket. Okay, time to defense. Electro Spirit is good. Where Vanky? Chắc chắn phải dùng arrow rồi. Ooh, double Kangaroo cast, nguy hiểm quá. Vanky. Rồi. Goblin có 2 hit. Tuy nhiên Kangaroo cast vào chỗ kia, nguy hiểm quá. Moten win. Wow, wow, wow. Ảo thực sự.